Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ trở lại với clip tiếp theo ở bài 22 tính theo phương trình hóa học. Nhưng mà đây là clip thứ hai của cái bài này, đó chính là tiết luyện tập. Như vậy thì thầy sẽ đồng hành với các em ở trong các clip tiếp theo. Bây giờ ở trong clip trước thì thầy đã làm cho các em ở bài tập 1 và bài tập 2 ở trong sách giáo khoa. Ở trong clip này thì thầy tiếp tục hoàn thành nốt bài tập 3, bài tập 4 và bài tập 5 ở trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 3 ở trong sách giáo khoa trang 75 nhé. Có phương trình hóa học sau. Đây chính là canxi carbonate. Cái nhóm gốc O3 này chính là cái tên của nó chính là carbonate. Thì sau này trong các clip tiếp theo thì thầy sẽ nói rõ hơn, được không? Chữ R này chính là rắn đó, chất rắn đó. Ở đây nó là phân hủy ở nhiệt độ cao này, thì khi đó nó sẽ tạo ra, ở đây là CaCO3, đây chính là canxi oxit, cái tên gọi ở đây chính là gì, vôi sống này, còn CaCO3 đây chính là đa vôi này, được không? Đây cũng là canxi oxit, đây cũng chính là chất rắn này, cộng với cái carbonic công thức của nó chính là CO2, người ta ghi chữ K này chính là khí, khí thoát ra bên ngoài này. Như vậy thì chúng ta để ý cái phương trình này, đây chính là gì? Canxi carbonate đó chính là chất tham gia phản ứng là một nè. Sản phẩm đây là một hai, như là hai sản phẩm, được không? Chúng ta đi sang câu A nhé. Cần dùng bao nhiêu mol? Cần dùng bao nhiêu mol nghĩa là chúng ta cần phải đi tìm bằng cái ký hiệu nó, chữ mol là cái gì? Đó chính là chữ N, đúng không? N của CaCO3 đấy. Để điều chế được 11,2 gam CaO, nghĩa là ở đây người ta cho khối lượng của canxi oxit, người ta yêu cầu tính số mol của CaCO3. Như vậy thì trong clip trước thì thầy cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Ở đây cái hệ số này, người ta đã, cái phương trình này đã tự cân bằng rồi, thì cái hệ số tỷ lệ đây là chính là 1 1 1, đúng không? Như vậy nhiệm vụ chúng ta ở câu A này, chúng ta muốn giải viết thì chúng ta phải chuyển cái khối lượng của CaO này về số mol của CaO, sau đó chúng ta đưa lên trên phương trình này thì chúng ta sẽ tìm được số mol của CaCO3. Một tí nữa thầy sẽ làm cụ thể cho em xem, được không? Ở câu B này, muốn điều chế được 7 gam CaO, ở đây người ta vẫn tiếp tục cho khối lượng của CaO ở đây là 7 gam nhé. Cần dùng bao nhiêu gam CaCO3? Như vậy ở câu A với câu B này là khác biệt chứ nó không liên quan tới nhau hết nhé, được không? Như vậy thì chúng ta muốn tính được khối lượng của canxi carbonate là CaCO3 thì chúng ta cần phải tính được cái gì của nó nè. À, chúng ta cần phải tính được số mol, tức là N nhỏ, đúng không? Mà muốn tính được số mol của canxi carbonate là CaCO3 thì chúng ta cần phải tính được số mol của CaO, tại vì ở đây người ta đang cho cái dự kiện ở bài toán này đó chính là 7 gam CaO. Chúng ta tính số mol ở đây, chúng ta suy ra CaCO3 ở đây và chúng ta sẽ tính được khối lượng của nó, đúng không? Ta đi sang câu C. Nếu có 3,5 mol CaCO3, đó bây giờ người ta lại cho số mol là N nhỏ của ở đây. Tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2? Nhớ đây KTC này chính là điều kiện tiêu chuẩn đó. Nghĩa là người ta cho N của CaCO3, người ta yêu cầu tính V của CO2, thì chúng ta chỉ việc đặt số mol của CaCO3 lên đây thôi. Chúng ta sẽ suy ra được số mol của CO2. Khi có số mol CO2 rồi thì chúng ta sẽ tính được thể tích của CO2 bằng cách, bằng công thức là gì? V là bằng N nhân cho 22,4. Các em chỉ việc lấy số mol nhân cho 22,4 thì ra được thể tích của CO2. Được nào, tí thầy sẽ hướng dẫn sau nhé. Chúng ta đi sang câu D. Nếu thu được 13,44 lít khí CO2, nghĩa là bây giờ người ta đang cho nhỉ, đang cho V của CO2 này, nhớ điều kiện tiêu chuẩn nhé, thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia? Chất rắn tham gia đây đó chính là CaCO3. Và chất rắn tạo thành sau phản ứng, chất rắn tạo thành ở đây chính là CaO. Nghĩa là người ta cho V của CO2 này, người ta yêu cầu tính khối lượng của canxi carbonate này và khối lượng của canxi oxit. Như vậy chúng ta cũng sẽ chuyển từ thể tích này qua số mol là N. Chúng ta đặt số mol CO2, ta suy ra số mol của lần lượt của hai chất rắn này. Sau khi có số mol hai chất rắn này thì chúng ta sẽ đi tính được khối lượng của hai chất rắn này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài làm cụ thể từ câu A cho tới câu D nhé. Như vậy thì trong câu A thì người ta yêu cầu là cần dùng bao nhiêu mol CaCO3, đúng không? Trong khi đó người ta là cho là khối lượng của CaO là bằng 11,2 gam. Thầy đã tóm tắt đề bài ở đây rồi, được không nào? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như sau.
Bước đầu tiên, chúng ta muốn tìm được số mol của CaCO3 thì chúng ta phải tính cho thầy số mol của CaO. Đây, thầy đã tính sẵn cho em xem, cái phần này nó rất là đơn giản. Các em không biết thì cứ xem lại các clip trước của thầy từ cái bài mol đó thì các em sẽ nắm nhé. Số mol của CaO thì bằng m nhỏ chia cho m lớn. Khối lượng của chất chia khối lượng mol này. Khối lượng của chất ở đây là dự kiện người ta đã cho là 11,2 gram ở đây. Khối lượng mol m lớn này chính là CaO, cái này chúng ta luôn luôn tính được. Thì chúng ta cùng xem lại clip trước chúng ta sẽ thực hành nhé. Bây giờ thầy không có thời gian để mà chỉ trực tiếp từng ly từng tí ở chỗ đây nữa, được không nào? Rồi, như vậy thì khối lượng mol của CaO đó chính là chúng ta lấy là 40 nhân 1 cộng nhân 16 nhân 1 thì bằng 56, các em lấy 11,2 chia 56 thì bằng 0,2 mol. Thầy đã tính toán sẵn rồi đúng không nào? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta làm gì nè? Chúng ta phải đặt lên trên phương trình, chúng ta xem thầy thực hiện nhé. Như vậy thì ở đây cái hệ số đây là 1 nè. Đây cứ 1 mol CaCO3 thì sẽ tạo ra được 1 mol CO và 1 mol CO2. Như vậy thì cái hệ số đây là 1 mol nè. Ở đây là 1 mol. Đúng không nào? Như vậy ở đây thầy có 0,2 mol ở đây. Thì thầy sẽ tạo ra ở đây là bao nhiêu mol? Thì trong cái clip ở bài 22 tiết trước á, thì thầy gọi ở đây là A mol đúng không nào? Nhưng mà khi chúng ta gọi A ấy, thì tất cả các số mol của những tất cả các phương trình và thì chúng ta đều tính được. Nhưng ở đây cái bài này rất là đơn giản nên thầy không gọi A luôn, mà thầy sẽ làm trực tiếp cho chúng ta xem nhé. Như vậy cứ 1 mol CaO thì cần 1 mol CaCO3, thì cứ 0,2 mol thì chắc chắn ở đây sẽ là bao nhiêu? Cũng chính bằng cái số mol này luôn, đó chính là bằng 0,2 mol đúng không nào? Rồi, như vậy chúng ta có là theo phương trình phản ứng ta có, thầy ghi tắt là chữ BT, BU là phương trình phản ứng nhé. Như vậy chúng ta có là số mol của CaCO3 bằng, nếu như các em ghi ở đây là A thì chúng ta có là số mol của CaCO3 thì bằng A thì bằng 0,2, nhưng ở đây thầy không ghi nên thầy sẽ bằng luôn với cái số mol mà chúng ta cần phải dựa vào, đó chính là CaO. Thì nó có hai cách ghi như vậy nhé. Như vậy số mol của CaCO3 bằng số mol của CaO bằng 0,2 mol. Mục đích ở bài đây là đi tính số mol thôi, nên ta không cần phải tính thể tích hay tính khối lượng gì cả. Như vậy tới đây chúng ta chỉ việc kết luận thôi. Vậy số mol của CaCO3 là 0,2 mol, được không nào? Bây giờ chúng ta đi sang câu B nhé. Ở trong câu B thì người ta yêu cầu là gì? Muốn điều chế được 7 gam CaO không? Thì cần dùng bao nhiêu gam CaCO3, nghĩa là người ta cho khối lượng của canxi oxit 7 gam. Người ta yêu cầu tính khối lượng của canxi carbonat. Như vậy bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ làm gì? Đó là chúng ta sẽ đi tính số mol của CaCO đúng không nào? Sau đó chúng ta đặt lên phương trình và chúng ta sẽ đi tìm số mol của CaCO3. Sau đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của CaCO3. Bây giờ chúng ta sẽ xem thầy làm nhé. Như vậy thì số mol của CaCO3 thì sẽ bằng là khối lượng chia cho khối lượng mol của CaCO3. Thì khối lượng của thầy xin lỗi nhé. Số mol của CaO. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số mol của CaO nhé. Như vậy số mol của CaO thì sẽ bằng khối lượng chia khối lượng mol. Như vậy khối lượng của CaO là bằng 7 gram. Khối lượng mol của CaO nãy thầy đã nói với em rồi đó, đó chính là bằng 56. Thì ta lấy 7 chia 56 thì sẽ bằng 0,125 mol, được không nào? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp trên phương trình cho các em xem nha. Rồi, bây giờ chúng ta để xem nhé. Ở đây hệ số người ta không cho là 1, 1, 1, tại vì bản thân cái phương trình này nó đã tự cân bằng rồi, nghĩa là các nguyên tử trong cái phương trình này nó đã bằng nhau rồi, được không nào? Như vậy thầy có này, ở đây là 1 mol, đây là 1 mol. Thầy chỉ quan tâm tới CaCO3 với CaO thôi, chứ còn CO2 thì một tí nữa ở câu C thầy nói sau. Ở đây người chúng ta tính được là 0,125 mol. Chúng ta cần suy ra ở đây, thầy gọi nó là A đi, không? Như vậy chúng ta lập cái cặp tỷ lệ là 1 chia A sẽ bằng là 1 chia 0,125. Chúng ta nhân chéo này. Ở đây thầy cái bước này các em nhớ là làm ở ngoài nháp thôi nha, theo quy tắc tam súc nha. Các em lấy 0,125 nhân cho 1 bằng A nhân 1. 0,125 nhân 1 thì bằng 0,125 sẽ bằng A. Như vậy suy ra A sẽ bằng là 0,125 mol. Ở đây chính là cái cách thứ nhất, được không nào? Còn cái cách mà dễ hiểu hơn ấy thì em thấy tỷ lệ đây là 1,1 thì ở đây thầy không cần gọi A cũng được, mà thầy sẽ ghi ở đây là 0,125 mol luôn.
Tại vì khi cái hệ số của nó là 2, 3 hay là 4, 5 gì đó thì chúng ta nên gọi A. Còn khi cái tỷ lệ 1, 1 thì chúng ta nên suy ra trực tiếp ở đây luôn không được thì không cần phải gọi A. Chỉ cho nó rườm rà phức tạp. Các em hiểu không? Rồi, ok. Như vậy sau khi thầy hướng dẫn trực tiếp rồi, thầy sẽ trở lại cái bài làm ghi sẵn của thầy nhé. Rồi, số môn ở đây rồi. Như vậy theo, các em nhớ là phải có câu là theo phương trình phản ứng ta có số mol của CaCO3 sẽ bằng số mol của CaO sẽ bằng 0,125 mol nữa. Rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta có được cái số mol của CaCO3 rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tính cho thầy cái khối lượng của CaCO3. Rồi thầy đã ghi sẵn cho em rồi đúng không nào? Khối lượng CaCO3 thì bằng số mol của CaCO3 nhân cho khối lượng mol CaCO3. Như vậy thì số mol của CaCO3 thì chúng ta đã tính dựa vào số mol của CaO là bằng 0,125 mol. Chúng ta nhân khối lượng mol của CaCO3 thì chúng ta sẽ tính bằng là bằng 100 nhé. Thì nó sẽ bằng kết quả là bằng 12,5 gram. Vậy khối lượng cần dùng của CaCO3 là 12,5 gram. Được nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu C nhé. Như vậy thì ở trong câu C thì người ta lại cho là nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra được bao nhiêu lít CO2. Nghĩa là ở đây người ta đang cho cái gì nhỉ? Đang cho số mol của CaCO3 đúng không nào? Chúng ta cần phải đi tính cái gì? Tính thể tích của CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Mà thể tích của CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ bằng cái gì? Bằng V bằng N nhân cho 22,4. Các em hiểu nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đưa số mol của CaCO3 lên trên phương trình để chúng ta đi tìm số mol của CO2. Từ đó chúng ta sẽ tính được thể tích của CO2 nhé. Ok. Rồi, bây giờ phần này thì thầy sẽ giảng trực tiếp cho các em xem ở trên giấy nhé. Như vậy chúng ta có là gì? Theo cái phương trình phản ứng thì chúng ta có là cái tỷ lệ đây cũng là một. Cứ một mol CaCO3 thì sẽ tạo ra được một mol CO2. Như vậy thì cứ 3,5 mol CaO thì sẽ tạo ra được ở đây là bao nhiêu mol? Thì em thấy cái tỷ lệ 1:1 đúng không nào? Thì chắc chắn ở đây cũng sẽ là gì? Cũng là 3,5 mol đúng không nào? Các em hiểu không nào? Như vậy thì theo phương trình phản ứng thì chúng ta thấy là số mol của CO2 sẽ bằng số mol của CaCO3 và bằng 3,5 mol. Ok không nào? Bây giờ thầy sẽ quay lại cái bài làm sẵn của thầy nhé. Chắc các em cũng hơi thắc mắc là tại sao cái màn hình nó hơi hơi rung rung đúng không? Tại vì con thầy bữa nay bị sốt, cô không có cầm cái điện thoại quay cho thầy để thầy giảng, thầy chỉ trực tiếp được, mà thầy phải vừa vừa nói vừa cầm điện thoại quay nên nó cái chất lượng nó không được tốt lắm. Cái tay của thầy nó hơi rung tại vì điện thoại nó hơi nặng á. Nên em xem các em cũng thông cảm nhé. Tại vì nếu mà thầy quay được một mình thì thầy chắc một tuần thầy ra một clip rất là nhiều và rất là nhanh. Nhưng tới tối là phải chờ con và thầy ngủ thì khi đó cô quay thì thầy mới nhận bài được. Nên là cái tiến độ ra video nó rất là chậm. Nên em thông cảm thầy nhé. Rồi, như vậy thì theo phương trình phản ứng ta có là hồi nãy là gì? Số mol của CO2 sẽ bằng số mol của CaCO3 thì sẽ bằng 3,5 mol. Như vậy sau khi có số mol rồi thì chúng ta sẽ có công thức là gì? V của CO2 đo điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ bằng số mol nhân cho 22,4 sẽ bằng 3,5 nhân cho 22,4 lít thì sẽ bằng 78,4 lít. Chúng ta kết luận như đây là gì? Vậy thể tích của khí CO2 thu được là 78,4 lít. Được nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu D nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu D. Chắc có lẽ thầy sẽ hạn chế chỉ cây bút, thầy sẽ giữ hai tay. Thầy đã làm sẵn rồi, thầy sẽ nói để cho các em hiểu nhé. Như câu D người ta yêu cầu là gì? Nếu thu được 13,44 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn, nghĩa là người ta cho V của CO2 là 13,44 lít, là thầy đã tóm tắt cho các em xem rồi đó. Người ta yêu cầu làm như này. Thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia? Chất rắn tham gia đây chính là canxi carbonate CaCO3 nhé. Và tạo thành nghĩa đó chính là sản phẩm, đó chính là CaO. Được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải tính thứ nhất là gì? Số mol của CO2. Sau đó các em đưa lên trên phương trình để làm cái gì? Để tìm cái gì nè?
đó chính là đi tìm cái số mol của CaCO3 và đồng thời đi tìm số mol của CaO. Sau khi có số mol của hai cái chất rắn này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhân khối lượng mol của hai chất rắn tương ứng thì sẽ tìm được khối lượng của hai chất rắn này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau nhé. Như vậy bước đầu tiên thầy sẽ tính cái số mol của khí CO2 bằng cách lấy V của CO2, tại vì V CO2 người ta cho đo ở điều kiện tiêu chuẩn nên ta sẽ lấy V của CO2 chia cho 22,4 thì sẽ bằng là gì? 13,44 chia cho 22,4 thì sẽ bằng 0,6 mol. Sau khi có số mol rồi chúng ta sẽ thực hiện trên phương trình như sau nhé. Bây giờ thầy cũng sẽ ghi trực tiếp cho chúng ta xem. Rồi ok, thầy vừa mới viết xong. Đáng lẽ thầy sẽ viết và chỉ trực tiếp nhưng mà do tay của thầy mà cầm điện thoại á, bằng hai tay để cho nó khỏi rung, em nhìn cho nó dễ nên em thông cảm nhé. Như vậy chúng ta cũng có tỷ lệ ở đây là 1, 1, 1, 3 chất đúng không nào? Như vậy thì thầy có số mol ở đây là gì? 0,6 mol, thì chắc chắn số mol của CaO cũng là 0,6 mol và số mol của CaCO3 cũng là 0,6 mol đúng nào? Như vậy theo phương trình phản ứng thì chúng ta có như sau. Như vậy thì theo phương trình phản ứng ta có là gì? Số mol đầu tiên thầy sẽ tính cái số mol của CaCO3 trước nhé. Như vậy thì số mol của CaCO3 thì sẽ bằng số mol của CO2 và bằng 0,6 mol. Thì khi chúng ta tính được số mol của CaCO3 rồi thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của CaCO3 bằng cách là gì? Chúng ta lấy số mol nhân cho khối lượng mol, các em thấy nào? Thì số mol của nó là bằng 0,6, chúng ta nhân cho 100. 100 ở đây đó chính là khối lượng mol M lớn của CaCO3 nhé. Thì sẽ bằng là 60g. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là số mol của CaO, nó sẽ bằng là số mol của CO2 và nó cũng sẽ bằng 0,6 mol. Khi chúng ta tính được số mol của CaO rồi thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của nó bằng cách lấy số mol nhân khối lượng mol thì sẽ bằng là 0,6 nhân cho 56 thì sẽ bằng là 33,6g. Chúng ta kết luận như sau. Vậy khối lượng chất rắn tham gia CaO là 60g và cái khối lượng chất rắn tạo thành sau phản ứng CaO là 33,6g. Được nào? Bây giờ chúng ta chắc lẽ qua cái bài này chúng ta cũng đã hiểu kỹ về cái việc đưa số mol lên trên phương trình rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 4 sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 4 nhé. Rồi. Bài 4 sao thì nói chung thì nó cũng tương đối khó nhưng mà cũng khi chúng ta hiểu rồi thì nó cũng không khó đâu. Được nào? Câu A này, carbon oxide ký hiệu khí CO nhé. Khí này rất là độc, nó là tác nhân chính để gây ngạt thể thở ở con người chúng ta đấy. Tác dụng với khí oxy nghĩa là cộng với O2 đấy, tạo ra carbon dioxide, đây chính là khí carbonic CO2 nhé. Hãy viết phương trình phản ứng. Như vậy câu này chúng ta sẽ viết phương trình ra là xong. Được nào? Câu B, nếu muốn đốt cháy 20 mol CO thì phải dùng bao nhiêu mol oxy? Nghĩa là ở đây người ta cho số mol của CO này, người ta yêu cầu người ta tính số mol của oxy nhé, đó chính là N đấy. Để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất, đó chính là khí CO2 đấy. Như vậy thì chúng ta sử dụng câu A này để chúng ta hoàn thành câu B luôn, cái tỷ lệ của nó, các em hiểu nào? Câu C là hãy điền vào những cái ô trống số mol các chất tham gia phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau, biết hỗn hợp CO và O2 ban đầu được lấy đúng tỷ lệ về số mol các chất theo phương trình phản ứng. Được nào, bây giờ chúng ta sẽ đi sang làm ở câu A nhé. Còn cái bảng bây giờ, rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng thầy giới thiệu một chút nè. Nhưng mà thì trong cái bảng này thì nói chung chúng ta nhìn thì có vẻ rườm rà phức tạp nhưng mà nó cũng rất là dễ này. Chúng ta xem nè. Ở đây người ta cho 1, 2, 3, 4 cái thời điểm từ T0 đến tới T3 nhé. Thì 20 đây chính là số mol. Ở đây người ta chỗ chấm 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 này, chấm 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 nghĩa là người ta điền cái tỷ lệ số mol ở đây. Như vậy để làm được cái điều này thì chúng ta phải viết cái câu A xem cái tỷ lệ của phương trình ở trên này nó như thế nào ở ba cái chất này. Được nào, bây giờ chúng ta quay lại ở câu A nhé. Thì giảng tiếp cho các em xem nhé. Ta có đốt cháy khí CO. Thì đốt cháy thì chúng ta nhớ là cộng với khí gì nè, đó chính là khí oxy đúng không nào? Sản phẩm tạo ra ở đây chính là khí CO2. Như vậy thì theo trình tự cân bằng thì hôm trước thầy đã chỉ trong cái clip phương trình hóa học ở bài 16 á, các em vào đó xem nhé.
chúng ta phải theo đúng cái trình tự là kim loại này trước, rồi tới phi kim, rồi tới hydro, sau đó tới oxy thì tự cân bằng. Chuẩn bị tới đây khi trong phần ôn tập thì thầy sẽ bổ sung thêm một cái cách nữa, và cách này áp dụng cho tất cả các phương trình, đó chính là cân bằng bằng phương pháp đại số, là thầy cũng đã chép ra rồi nhưng mà thầy đang tiến hành chuẩn bị quay được nào. Nhưng mà thì các em sẽ đón xem clip này ở phần sau nhé. Rồi bây giờ chúng ta trở lại ở câu A này. Chúng ta để ý trong đây có phi, có kim loại nào không, có kim loại đúng không nào, có phi kim không nào, có, đây chính là carbon. Carbon ở đây người ta không ghi đây là một carbon nhé, ở đây người ta không ghi cũng là một carbon, nhưng mà carbon là carbon ở đây đủ rồi. Bây giờ chúng ta tới oxy nhé. Ở đây là O2, nghĩa là có hai nguyên tử oxy này, ở đây có hai nguyên tử oxy và cộng với một nguyên tử oxy, người ta không ghi đây chính là một, một cộng hai đây chính là tổng oxy, đây chính là ba oxy, ở đây chính là hai oxy, như vậy thì chưa cân bằng đâu đúng không nào. Như vậy chúng ta sẽ thêm này, chúng ta sẽ hai đây đúng không nào, ở đây hai mà đây một thì thầy muốn thêm hai đây để mà hai oxy này, hai oxy cộng hai oxy đây là bốn, ở đây là hai thì thiếu mấy, thiếu hai, hai nhân hai bốn, như vậy oxy đủ rồi. Chúng ta xem carbon thì đủ chưa nhá. Như vậy hai nhân một là hai nguyên tử carbon, hai nhân một cũng là hai nguyên tử carbon, như vậy đã bằng rồi. Như vậy cái tỷ lệ ở đây chính là 2, 1 và 2. Chúng ta sẽ trở lại cái bài ghi sẵn của thầy nhé. Như vậy thì cái phương trình ghi sẵn của thầy ở đây, 2CO cộng với O2 sẽ tạo thành là 2CO2, nghĩa là như thế này nè, chúng ta có 2 mol, cứ 2 mol CO tham gia phản ứng đốt cháy thì chúng ta cần 1 mol oxy thì sẽ thu được là 2 mol CO2 đúng không nào. Như vậy tỷ lệ là 2 mol sẽ tạo ra, sẽ cần ở đây là 1 mol chứ không phải là tạo mà cần để mà đốt cháy đấy, em hiểu không? Như vậy ở trong câu B là gì? Muốn đốt cháy 20 mol CO thì cần phải dùng là bao nhiêu mol? 10 mol đúng không nào? Tại vì 21. Như vậy đây là 20 mol. Ta xem này, đây là 20 mol. Ở đây 2 thì đây là 1, như vậy ở đây là 20 mol thì ở đây chắc chắn phải là bao nhiêu? Là 10. 10 mol nó chia đôi ra đúng không nào? Rồi ok. Rồi muốn đốt, thay kết luận lại này, muốn đốt cháy 20 mol CO thì cần phải dùng 10 mol O2 để sau phản ứng người ta thu, ta chỉ thu được một chất khí duy nhất, đó chính là khí CO2. Như vậy phần này nó dễ nên thầy trình bày luôn cho các em xem nhé. Rồi ok. Như vậy thì theo tỷ lệ hồi nãy chúng ta có là 2, 1, 2 này, được không nào? Như vậy ở đây người ta cho là 20 mol này, ở đây là bao nhiêu nhỉ? 10 mol đúng không nào? Và đây là mấy? Cũng là 20, tại vì cái tỷ lệ ở đây là 2 và đây 2 thì nghĩa là hai tỷ lệ này là bằng nhau. Như vậy người ta cho ở đây bao nhiêu thì ở CO2 người ta sẽ thu được bấy nhiêu, nghĩa là 20, 10 và 20 mol, được không nào? Tương tự như vậy ở đây là 15 thì đây là chia đôi, 15 chia một nửa chia 2 đó thì đây là 7,5 này, và đây cũng sẽ là 15. Tương tự như vậy thì thầy đã làm sẵn cho các em xem nhé. Rồi bây giờ thầy đã kỹ sẵn và đã hoàn thành cho các em ở các cái tỷ lệ số mol, được không nào? Các em cứ nhớ rằng là cái số CO2, CO2 và CO đây là gấp đôi của oxy. Như vậy ở đây 20 thì đây 10, mà ở đây 15 thì đây 7,5. Còn riêng CO2 với CO đây là bằng nhau, được không nào? Ở đây 3 thì đây là 1,5, đây 3. Rồi tương tự như vậy thì cái bài này nó là cho bài sau. Bài sau thì thường là những bài khó, nhưng sau khi thầy đã giảng rồi thì chắc có lẽ câu A, câu B, câu C thì các em rất là hiểu rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi chuyển sang bài số 5 nhé. Như vậy bài 5 cái đầu đề như sau. Bài này cũng là bài sao nhé. Hãy tìm thể tích khí oxy. Nghĩa là chúng ta đi tìm gì? Chúng ta đi tìm... Nghĩa là chúng ta đi tìm thể tích là V, chữ V được không nào? Của khí oxy để đủ đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Như vậy khí A đây đã có chưa? Chúng ta đã biết khí gì chưa nào? Chưa biết đúng không nào? Như vậy bây giờ chúng ta thấy chữ biết rằng không? Biết rằng khí A có tỷ khối đối với không khí là 0,552. Như vậy cái ý này người ta cho là để đi tính M lớn, tức là khối lượng mol của A đấy, được không nào? Cái thứ hai là thành phần theo khối lượng của khí A là 75% C và 25% H, được không nào? Cái ý này nghĩa là gì? Nghĩa là người ta cho phần trăm của carbon này, phần trăm của hydro. Như vậy thì ở đây cái bài toán này nó sẽ trở về cái bài 21. Đó chính là gì? Người ta cho phần trăm và khối lượng mol, chúng ta sẽ đi tìm công thức của nó,
Đúng nào, như vậy bạn nào mà chưa hiểu, chưa biết phần này thì chúng ta có thể xem ở clip trước của thầy đã làm ở bài 21 tiết 2 nhé. Đúng nào, ở đây người ta cho là các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn nghĩa là gì? Sau khi chúng ta tìm được công thức của A rồi thì chúng ta sẽ tiến hành viết phương trình và chúng ta đi tính thể tích của khí oxy. Đúng nào, và nhớ đo điều kiện tiêu chuẩn thì nó sẽ là 22,4 lít nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Như vậy thì thầy đã tóm tắt cái đề bài của bài số 5 ở trang 76 cho các em xem này. Người ta cho V của A là bằng 11,2 lít ở điều kiện tiêu chuẩn nhé. Tỷ khối của A đối với không khí là D của A chia cho KK là không khí đấy, là bằng 0,552, 552 nhé. Phần trăm của carbon, lượng C đấy, là bằng 75%. Phần trăm của hydro thì bằng 25%. Chúng ta sẽ bước đầu tiên này, để giải quyết được bài này chúng ta chưa tính thể tích của oxy được đâu, mà chúng ta phải đi cần đi tìm cái gì? Tìm công thức hóa học của A. Thì thầy có gọi công thức hóa học của A đó chính là CXHI. Thì chúng ta cần phải đi tìm X bằng bao nhiêu và Y bằng bao nhiêu. Thì các bước làm ở đây nó đã có sẵn ở cái clip ở bài 21. Thầy nhắc lại là ở bài 21 nhé, bạn nào ở trong tiết 2 á. Còn bạn nào chưa xem được thì chúng ta kích vào để xem để nắm nhé. Sau khi chúng ta tìm được công thức hóa học của A rồi, chúng ta sẽ viết phương trình và chúng ta sẽ tính được V của O2. Ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Các em cũng thông cảm nhé. Thằng con của thầy nó mới khóc nên cô phải đi, nên thầy phải đang cầm, vừa cầm quay vừa phải nói đây. Nên thầy không sử dụng bút để chỉ hướng dẫn cho các em được, mà thầy sẽ nói thôi. Được không nào? Rồi, chúng ta bước đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tìm công thức hóa học của CXHI. Như vậy đầu tiên thầy sẽ xử lý cái số liệu, cái chỗ tỷ khối của A so với không khí trước cho em xem này. Như vậy chúng ta ghi là D của A chia cho KK không khí đấy sẽ bằng theo công thức là gì? M lớn của A chia cho M lớn của KK. Thì trong cái phần này mà các em cũng chưa hiểu thì chúng ta sẽ xem ở clip của thầy bài 19 nhé. Tỷ khối của chất khí á sẽ bằng là M lớn của A chia cho 29, tại vì khối lượng mol của không khí thì luôn luôn là bằng 29 nhé. Sẽ bằng, mà cái tỷ khối của A so với không khí thì người ta đã cho cái số liệu sẵn đó chính là gì? 0,552. Như vậy chúng ta sẽ suy ra cái gì nào? Tiến hành nhân chéo nhé. Ta lấy 29 ở đây, cái thế này, 29 nhân chéo lên 0,552 á. 29 nhân cho 0,552 thì sẽ gần là bằng là 16 gam nhé. Rồi, ok. Sau khi chúng ta tìm được khối lượng mol của hợp cái chất khí A này rồi là bằng 16 rồi nhé, thì chúng ta thực hiện các bước như sau, giống như clip trước thôi. Nếu bạn nào mà có xem thì phần này các em chắc chắn rất là rành rồi, đúng không nào? Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất, câu này chúng ta học thuộc lòng nhé. Nghĩa là chúng ta sẽ đi tính khối lượng của carbon và khối lượng hydro, tại vì nãy người ta cho trong hợp chất khí A này là có carbon và hydro, đúng không nào? Như vậy thì khối lượng carbon thì sẽ bằng là khối lượng mol của A nhân cho phần trăm của carbon chia cho 100. Thì khối lượng mol của A là bằng 16, các em đáp vào đây. Phần trăm carbon người ta cho là 75, chúng ta chia cho 100. Như vậy chúng ta sẽ lấy 16 nhân 75 thì bằng 1200, chúng ta chia cho 100 thì bằng 12 gram, đúng không? Chúng ta sẽ tính khối lượng hydro tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy khối lượng của gì? Của A, khối lượng mol của A nhân cho phần trăm của hydro chia cho 100 thì sẽ bằng là 16 nhân cho 25 chia 100 thì sẽ bằng 4 gram, đúng không? Sau khi chúng ta có khối lượng rồi thì chúng ta sẽ bước tiếp theo là gì nhỉ? Các em còn nhớ không? Đó chính là chúng ta sẽ đi tính số mol nguyên tử có trong một mol của hợp chất, đúng không? Sau khi có số mol rồi thì thầy nói sau khi có khối lượng rồi thì chúng ta sẽ tính số mol nữa, số mol carbon và số mol hydro. Như vậy số mol carbon thì sẽ bằng là khối lượng carbon chia khối lượng mol carbon. Khối lượng carbon hồi nãy các em tính bằng là bao nhiêu nhỉ? Bằng 12, đúng không nào? Chia khối lượng mol của carbon đây là 12, như vậy 12 chia 12 thì sẽ bằng 1 mol, nghĩa là x sẽ bằng 1, được chưa? Số mol của hydro sẽ bằng khối lượng hydro chia khối lượng mol hydro. Khối lượng hydro thì bằng 4 gam hồi nãy đó, chúng ta sẽ chia cho 1. Ở đây nhớ là hydro đây dạng là nguyên tử nhé, nguyên tử thì nó sẽ bằng 1, còn phân tử thì nó sẽ bằng 2, được không nào? Như vậy chúng ta lấy 4 chia 1 thì bằng 4 mol, nghĩa là đây là y bằng 4. Như vậy thì chúng ta có, vậy công thức hóa học của A là CH4, được không nào? Như vậy thì sau khi chúng ta có cái công thức của A là CH4 rồi thì chúng ta sẽ tính
thể tích của oxy. Như vậy thì trước hết chúng ta phải tính cái gì? Thầy loại viết cái phương trình hóa học nữa. Đây, thầy đã viết cho anh em xem đây. Như vậy thì cái khí này gọi là cái tên gọi nó chính là khí mê tan nhé. Khí mê tan này thì lên hóa hữu cơ lớp 9 học kỳ 2 chúng ta sẽ được học. Để đốt cháy khí mê tan thì cộng với khí oxy đây. CH4 cộng oxy thì sản phẩm tạo thành sẽ được là khí carbonic cộng với nước. Thầy đã cân bằng sẵn cho em hệ số đây là 2. Và ở nước đây là 2, oxy 2. Tỷ lệ đây là 1, 2, 1, 2 được không nào? Rồi ok. Như vậy thì ở đây thầy chỉ quan tâm tới cái khí mê tan là CH4 này với lại khí oxy thôi. Rồi, bây giờ sau khi chúng ta biết cái tỷ lệ rồi thì chúng ta sẽ tính cho thầy số mol của CH4. Tại vì trong cái đề bài thì ban đầu người ta đã cho thể tích của CH4 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 11,2 lít ở điều kiện tiêu chuẩn đúng không? Thì chúng ta sẽ có là số mol của CH4 thì sẽ bằng là V chia cho 22,4 sẽ bằng là gì? Chúng ta thấy số vô là bằng 11,2 chia 22,4 thì bằng 0,5 mol đúng không? Sau khi chúng ta có số mol của CH4 rồi thì chúng ta bước tiếp theo chúng ta làm gì nữa nào? Chúng ta sẽ đặt lên trên phương trình phản ứng để chúng ta đi tính cho thầy là cái số mol của oxy. Sau khi có số mol oxy rồi thì chúng ta mới tính được thể tích của oxy đúng không nào? Rồi ok. Sau khi thầy tính số mol CH4 rồi thì thầy sẽ đặt này. Số mol ở đây 0,5 đặt chỗ nào nè? Chúng ta sẽ đặt ở chỗ dưới CH4 nè. Cái chúng ta cần phải tính đó chính là gì? Đó chính là số mol oxy. Thầy ở đây là gọi A là số mol của oxy thầy đặt trên phương trình phản ứng đây. Thì chúng ta áp dụng cái quy tắc tam suất á, chúng ta sẽ lập cái cặp tỷ lệ là 1 chia cho 0,5 bằng là 2 chia A, chúng ta lấy A nhân chéo lên đây, A nhân 1 là bằng A, 0,5 nhân cho 2 là bằng bằng 0,3. Được không nào? Thì cái phần này nó rất là dễ. Chúng ta cần thầy nhắc lại một lần nữa, chúng ta không biết thì chúng ta sẽ vào ở cái clip ở tiết 1 ở bài 22 chúng ta xem nhé. Được không nào? Như vậy thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn làm cho em xem này. Gọi A là số mol của oxy. Theo phương trình phản ứng ta có là gì? Số mol của oxy sẽ bằng A là bằng 1 mol, thầy xin lỗi nhé. Hồi nãy 0,5 nhân cho 2 là bằng 1 mol nhé, chứ không phải là 0,3. Thầy bị nhầm nhé, thầy quên là chỗ đây là tưởng là 0,15 này. Rồi. Nhưng mà thì số mol của oxy thì bằng A là bằng 1 mol. Sau khi có số mol oxy rồi, chúng ta sẽ tiến hành tính thể tích của oxy là V của O2. Như vậy thì V của O2 thì sẽ bằng là số mol nhân cho 22,4 sẽ bằng là số mol của oxy chúng ta tính ở đây là 1 nhân 22,4 là bằng 22,4 lít. Như vậy chúng ta kết luận là vậy thể tích của khí oxy cần để đốt cháy cái khí metan ở trên đây này đó chính là 22,4 lít thì nó mới đốt cháy hết được cái khí A hồi nãy, mà khí A đó chính là khí metan được không nào? Như vậy thì các em hồi nãy dần đã theo dõi cái clip của thầy rồi, làm thì nói chung do thầy quay bằng điện thoại nên nhiều lúc là cái tay nó hơi run, nên các em xem thì nó hơi run thì các em có thể thông cảm cho thầy nhé. Như vậy để nhận các clip mới nhất của thầy thì các em sẽ tiến hành đăng ký vào kênh của thầy và đồng thời cũng chia sẻ clip của thầy đến các bạn bè ở trong trường khối lớp 8, và thầy cũng sẽ đồng hành với các em tới lớp 12 luôn. Được nào, chắc chắn là lên lớp 9 thầy cũng sẽ làm tiếp rồi. Như vậy thì tới đây thì xin chào các em và cảm ơn các em đã xem clip của thầy. Hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo.